Từ cầu Rạch Miễu đi về hướng cù lao Thới Sơn, rẽ trái, bạn sẽ đến một con đường khá đẹp ở Thới Sơn. Điểm đặc trưng của con đường này là có vòm cây xanh tạo thành một đường hầm xanh tự nhiên rất đẹp. Những tàn cây xanh cảnh hai bên đường chụm vào nhau tạo nên một mái vòm thật độc đáo, khiến du khách ai đã từng đến đây đều phải dừng chân chụp vài tấm ảnh lưu niệm. Được biết, vòm cây xanh cảnh này do chú Nguyễn Công Trung, nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi tỉnh Tiền Giang trồng và chăm sóc cách đây hơn 20 năm. Chú Trung cũng vừa ra đi vào trước dịp Tết Quý Mão.